với kết quả của trận đấu giữa Quảng Nam và Nam Định thì có lẽ là ông đánh giá thế nào về về cuộc đua xuống hạng, và ông có cho rằng là trận đấu cuối cùng gặp Quảng Nam kia thì trận mạnh tranh sẽ là trận quyết định của cả mùa giải không? Thực tế phải nói đúng là chúng tôi còn hai cơ hội nữa để tự quyết. Đầu tiên là trận đấu trên sân Nam Định nữa. Đấy, và sau đấy mới là trận cuối cùng với Quảng Nam. Và chúng ta cùng chờ xem kết quả trận Nam Định như nào. Tất cả mọi tình huống ban huấn luyện chúng tôi đều phải chuẩn bị hết. Và nhưng mà bây giờ thời điểm này chúng tôi phải tính toán từng trận trước mắt, được trận đấu hôm nay chúng tôi phải chuẩn bị cho Thanh Hóa, và được trận Nam Định chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho trận Nam Định. Tú là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở trong cái tập thể Hải Phòng ngày hôm nay. Thế bởi vì mà nếu mà trong đội Hải Phòng này tìm ra một cầu thủ nào mà chơi không tốt thì chắc là hơi khó. Hôm nay chúng tôi là toàn bộ tập thể chơi rất tốt. Hôm nay ngay ở cái tình huống đầu tiên, thì Hải Phòng phải là thực tế nếu mà bàn thắng dễ dàng là không phải. Đấy là thành quả của tất cả thành viên trong đội đều biết. Chúng tôi đã tập luyện trong các cái tình huống cố định đánh bóng bổng và chúng tôi đã thành công. Còn vì sao mà chúng tôi không náo lên là bởi vì trong một cái thế trận mà trận đấu rất là căng thẳng như vậy thì ít nhiều các cầu thủ trong sân họ cũng sẽ phải bị cái tâm quan trọng của tính chất của trận đấu. Đấy, đấy là tôi nghĩ là vấn đề tâm lý thôi. Thực tế là trọng tài hôm nay điều hành rất tốt. Bóng đá nó là một cái môn chơi rất là cảm xúc. Tôi là một phần của cuộc chơi thế, còn không phải là phản ứng về trọng tài mà tôi có thể là phản ứng với tình huống, với cái tình huống trên sân với đội tôi thôi. Chứ còn về trọng tài tôi không có ý kiến gì cả. Trọng tài hôm nay điều hành rất tốt. Dạ. Xin cảm ơn mọi người.